Xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với đầu clip mới trên kênh Quý Dòng Sự Kiện nha. Thì hôm nay mình có một cái thông tin quan trọng liên quan đến thân phận thực sự của chị Hồng Loan. Đã rất là nhiều lần khi mà nói đến thân phận của Hồng Loan thì phía bên kia lại tạo dựng những câu chuyện về con ruột con nuôi, về những thách thức Hồng Loan thử ADN này nọ để cố tình lấp liếm và cố tình che đậy đi một sự xấu xa gì đó của bên bọn họ. Nhưng việc liên quan đến sao kê họ chưa làm. Thì lần này là lần thứ hai mình được nghe một cụ nhà báo, một cụ phát thanh viên chuyên phỏng vấn nghệ sĩ của những chương trình phát thanh ngày xưa hôm nay đã về hưu rồi, thì cô cũng bức xúc vấn đề liên quan đến thân phận của Hồng Loan. Và hôm nay cô cũng chia sẻ một số thông tin và rất là xúc động khi mà cô nói hết tâm tư của mình về thân phận của Hồng Loan. Thì bây giờ mình xin mời cô chú anh chị bạn cùng mình nghe những chia sẻ của cô về Hồng Loan và về cố nghệ sĩ Tuyết Linh như thế nào nha. Hồi đó cô phỏng vấn nghệ sĩ, cái chương trình của cô là chương trình giới thiệu nghệ sĩ sân khấu theo yêu cầu của khán giả, thính giả muốn yêu cầu cô phỏng vấn nghệ sĩ nào thì cô sẽ thực hiện vậy đó. Thì trong chương trình đó có cái tiết mục là tìm hiểu giùm bạn sao cánh nàng nhung, tức là cô phỏng vấn nghệ sĩ nào thì cô mới hỏi về cái sao cánh nàng nhung, tức là về đời thường, về nguyên nhân, nguyên cớ nào mà đi vào cái con đường nghệ thuật, về cuộc đời riêng của các nghệ sĩ, mà hầu như nghệ sĩ nào cũng sẵn lòng hết với con. Cô tiếp xúc rất nhiều là từ Minh Cảnh, Minh Phụng, Minh Dương, Trọng Hữu, chỉ có riêng Vũ Linh là Vũ Linh không nhận lời. Hai ba lần Vũ Linh không nhận lời, cho nên cô cũng thấy mặc cảm con đó. Cho nên có một lần đó cô nhớ không lầm là năm 2000 hay 1999 gì cô quên rồi, thì cũng gần Tết nên cô mới điện cho anh Minh Dương. Cô nói anh Minh Dương ơi, em bây giờ em muốn gặp anh bây giờ gặp ở đâu nè. Hồi lúc đó thì ảnh đang ở bên cầu chữ Y ở nhà em gái ảnh, thì anh mới nói ô tập tuồng nè ở rạp Hưng Đạo á. Ảnh nói cái câu này cô nhớ hoài con. Ảnh nói là em đem theo băng nhiều nhiều đi nghe, hồi đó mình phỏng vấn bằng cái băng đó con, cái băng cassette đó. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng lắm đi đang đem nhiều nhiều đi phỏng vấn để dành xài. Thành ra cô đi ra, thì lần đó cô đi ra cô gặp đông lắm luôn, có Vũ Linh luôn, đông lắm, là có Úc Bích Lan rồi Phương Hồng Thủy rồi Minh Dương rồi Bảo Quốc rồi nói chung là thôi nhiều lắm, Hồng Nga người kia rất nhiều, Bảo Anh. Thành ra cô phỏng vấn lần lượt được hết, thì ngồi trong cánh gà thì cũng có mấy người, còn ở ngoài thì cô đã đợi ai tập xong là cô vô vô cô phỏng vấn. Nhưng mà anh Minh Dương ảnh mới thấy cô không có phỏng vấn Vũ Linh nên ổng mới nói là ok Vũ Linh sao nãy giờ em không phỏng vấn Vũ Linh, thì cô mới nói thôi em không phỏng vấn nữa ông, tại vì mời Vũ Linh hoài mà Vũ Linh không nói, không chịu nói, mà khán giả cũng rất là yêu cầu. Con biết không, khán giả hồi xưa đó gửi thơ cho Vũ Linh qua cô á, bưu điện là không, nói là không có phát được đâu, bây giờ phải ra ngoài bưu điện lấy thư cho nhiều dữ lắm. Mà con biết không, có nhiều cái thư hồi đó thôi, cái fan hâm mộ nhất là nữ đó nha con, dữ lắm luôn á, mà nhiều người còn nhờ cô đưa thư tỏ tình nữa đó, thư tỏ tình Vũ Linh nữa đó. Thành ra cô thấy sao cũng Vũ Linh hơi khó, cô mới nói gì Minh Dương, cô nói Vũ Linh khó quá, chắc Vũ Linh nổi tiếng quá rồi giờ không không cần đâu, cho nên em không không vấn đâu, nói trước mặt Vũ Linh luôn. Xong cái Vũ Linh mới nhìn cái Vũ Linh mới nói chị mai chị tới nhà em đi. Trời ơi, lúc đó cô buồn lắm luôn,
mừng quá, mừng luôn. Thế thì chị Hồng Nga chị mới nói rồi, nhận lời rồi, nên là có chứng hết trơn là nghe nhận lời rồi, nên đừng có khước từ hồ thủy nữa. Cô Hồng Nga cũng nói thôi vậy chụp mô hình kỷ niệm đi, có ai chụp lấy thì mình đi kéo vừa mới chụp cái mô hình kỷ niệm. Cho nên cái có lẽ cái hình đó là cái hình mà tươi nhất trong cuộc đời của cô đó con. Dạ. Đấy, sáng hôm sau thì cô mới đi về nhà Vũ Linh. À, cô có thấy thấp thoáng Hồng Loan. À, con bé lúc đó cũng 11, 12 tuổi gì đó. Thì chắc kẻo mà dễ thương, nhưng mà hình như nhát lắm. Nó chỉ chào mình cái là không dám được gần nữa con. À, thì cô mới nói là Vũ Linh, bé này là đứa nào vậy? À, con hay là cháu? Thì Vũ Linh nói con. Nói rằng là cô cũng hơi ngạc nhiên, con nói trong bụng mà cô nói, ủa sao Vũ Linh không có vợ mà nó có con ta? Rồi cô mới hỏi con sao, con tinh thần đó, hồi xưa hay cái kiểu kết nghĩa cha con, kết nghĩa anh em, kết nghĩa mình đứng đó con. Đó, thành ra là cô nói vậy thì Vũ Linh mới nói là chị, bây giờ em nói với chị, nhưng em đề nghị, em yêu cầu chị gọi là không đưa Hồng Loan, không đưa con gái em, không nói, không động gì tới nó trơn chị ơi. Nó còn nhỏ lắm, để cho nó học hành. Nó là con ruột của em đấy. Đã. Ra cô cũng ngạc nhiên luôn. À, thành ra là Vũ Linh nói em. Vừa nói mà vừa chấp vừa xá xá cô nha. Chị ơi, em xin chị. Chị đừng hỏi gì về em hết. Đừng hỏi gì về con em hết. À, nhưng mà đặc biệt là chị đừng bao giờ nói với con em, nó còn nhỏ lắm, chị để cho nó học, nó học đi, rồi cô lúc đó cô có hỏi, ví dụ như em có muốn cho nó theo nghề của em hay không, thì Vũ Linh nói không biết, chừng nào mà thấy lớn lên thấy có khiếu thì tính sao, chứ còn không khuyến khích đâu, đó. Thì cô nghe nó vậy thôi. Thì cuối cùng là cô chỉ phỏng vấn được cái là Vũ Linh chúc Tết. Tại vì thời điểm đó cũng là thời điểm gần Tết. Thế vậy thôi. Khi ra về, cô đi về, cô thắc mắc lắm. Cô nói sao mà kỳ. Khó chịu, cô khó chịu trong người. Mà hơn ai hết, cô đang đồng cảm với Vũ Linh ở cái chỗ thương con. Một cái tình thương của một người cha thương con. Thương con vô bờ bến. Đấy con. Không muốn nói tới Hồng Loan. Cô còn nhớ lại cái câu Vũ Linh nói, chị ơi tội nghiệp nó, chị ơi, chị đừng nói tới nó, để cho bé con học hành. Em không muốn đề cập nhiều tới con em, để nó làm sao lãng cái chuyện học hành của nó, chừng nó lớn lên rồi tính được. Chị ơi, em xin chị. Lúc đó Lúc đó tôi giận đấy. Nhưng mà bây giờ cô nhớ lại cái hành động của nó, thì cô vừa hối hận mà vừa thương vô cùng con ạ. Vừa thương cái tình cảm. Và mình cũng không ngờ rằng một cái người nổi tiếng như thế mà đau lòng như thế, mà khó khăn như thế. Cô cứ nghĩ đơn giản, hồi xưa cô nghĩ đơn giản, trời ơi, phỏng vấn ai cũng dễ hết trơn, những người nổi tiếng hồi xưa cũng vậy, mà phỏng vấn Vũ Linh khó quá, tự cao. Đó, cô nghĩ vậy thôi. Nhưng mà bây giờ tự nhiên đó, trong đầu cô, cái ánh mắt của Vũ Linh lúc đó nhìn cô, bây giờ nó cũng hiện lên trên cô hoài đó. Rồi hiểu được mọi thứ rồi mới thấy thương vô cùng. Đó là toàn bộ cuộc trao đổi giữa cô Hồ Thủy và một phóng viên nhà đài đã phỏng vấn cô về những chuyện liên quan đến thân phận thật sự của Hồng Loan. Chúng ta đã nghe được tiếng khóc của cô. Cô khóc từ thực sự một cái tâm trạng của một người, giống như kiểu như là
hai lời muốn nói cho cô nghệ sĩ như vậy. Nhưng mà cô nghệ sĩ không còn, thì cô là người đã thay lời cô nghệ sĩ để nói lên những gì mà cô muốn nói, gửi đến cho khán giả, gửi đến cho cộng đồng mạng được một cái nhìn thấu đáo hơn về thân phận thật sự của Hồng Loan, về những tình yêu thương của cô nghệ sĩ dành cho Hồng Loan mà cô nghệ sĩ luôn phải chịu đựng trong những khoảng thời gian vừa qua, cũng giống như Hồng Loan đã chịu đựng suốt trên 30 năm. Đó cũng là thay lời kết của clip này. Xin kính chúc cho cô Hồ Thủy được gặp nhiều may mắn và nhiều sức khỏe trong cuộc sống. Và tới đây em xin chào và hẹn gặp lại cô chú các bạn tại những clip tiếp theo. Và xin cảm ơn cô chú các bạn đã lắng nghe và nhớ ủng hộ kênh. Em sẽ cập nhật những tin tức mới liên quan đến Hồng Loan. Xin chào và hẹn gặp lại.